Tiếp tục chương trình cũng là câu chuyện liên quan tới giao dịch đất đai. Một sai lầm khá phổ biến của người dân ở các làng quê đó là thực hiện giao dịch đất đai bằng giấy tờ viết tay. Vâng, sở dĩ câu chuyện này phổ biến ở khu vực nông thôn là bởi vì ở đó thì mọi người hầu như đều là những người quen biết, rồi thì có lúc lại là tình làng nghĩa xóm nên là chủ yếu giao dịch trên cái sự tin tưởng là chính. Tuy nhiên thì cũng khó ai có thể lường trước được những bất trắc, và nhiều trường hợp thì người dân cũng đã lâm vào cảnh là mất nhà, mất đất chỉ vì là tin vào những cái giao dịch như thế này. Vâng, và chúng ta có thể thấy một điều rằng là mua bán đất bằng giấy viết tay thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Và trong trường hợp không có công chứng của văn phòng công chứng thì giấy tờ này về mặt pháp lý có khả năng bị vô hiệu do vi phạm về hình thức. Thậm chí đã có những tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài từ cấp địa phương tới trung ương xảy ra giữa anh em trong nhà cũng chỉ vì mua bán đất bằng giấy viết tay mà thôi. Và sau đây là câu chuyện cụ thể tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Năm 1998, vợ chồng ông Đào Sĩ Mến mua mảnh đất 668,6 m² tọa lạc tại thửa 177, tờ bản đồ số 48, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, từ anh rể là Nguyễn Công Trương. Giấy viết tay ghi nhận ông Mến đã trả 40 chỉ vàng 24K cho ông Trương. Trên cơ sở này, năm 2012, gia đình ông Mến được Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Trương lại cho rằng giấy mua bán viết tay trước đây chỉ là giả cách, chưa nhận được vàng của ông Mến. Sau 3 phiên xét xử, từ sơ thẩm, phúc thẩm ở Biên Hòa cho đến giám đốc thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, các tòa án đều phán quyết hủy một phần quyền sử dụng đất của ông Mến, chỉ giao cho ông được quyền sử dụng 90,92 m² với thửa đất trên. Nhưng vấn đề là theo ông Mến, bản đồ hiện trạng mảnh đất mà tòa án sử dụng để xử không phải bản gốc, có sự sai lệch với thực tế nên ông dù có muốn cũng không thể thực thi được bản án. Nội dung tuyên án của ba cấp tòa xét xử đều không có trên bản đồ hiện trạng. Bất cứ bản đồ hiện trạng nào có lưu trong hồ sơ vụ án không đúng với thực tế khách quan, nên là không có cơ sở để thi hành án và chấp hành án. Hai, nó là đất của tôi đã được nhà nước cấp chủ quyền sử dụng đất hợp pháp. Bây giờ đưa ra tòa xét xử mà tước cái quyền của tôi đi, như thế là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ kiện lên tòa cấp trên. Cho rằng mình bị xử oan, ông Mến đã đâm đơn kêu cứu lên nhiều cơ quan nhà nước và đã được Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Tòa án Quân sự Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét, chuyển tới cơ quan liên quan giải quyết. Vậy theo luật sư Nguyễn Văn Hiệp, nguyên thường trực tiếp công dân của Văn phòng Chính phủ, thì ông Mến có cơ sở để khiếu nại hủy bỏ bản án. Hiện nay thì hồ sơ vẫn chưa được chuyển cho Viện Kiểm sát tối cao. Đấy. Và với cái căn cứ ông Mến, ông chứng minh việc mua bán đó, giấy tay có, nhận tiền có, sổ đỏ ông Mến đang cầm, thực tế ông Mến đang sử dụng. Nhưng mà hiện nay quyền lợi của ông Mến đã bị bác bỏ. Thì ông Mến có quyền, theo tôi là có quyền. Và nếu có cơ sở thì Chánh án Toàn tối cao hoặc là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao xem xét. Vụ việc của ông Mến một lần nữa minh chứng những tranh chấp có thể xảy ra giữa những người thân nếu mua bán đất bằng giấy viết tay, và các chuyên gia kinh tế cũng như luật pháp đều khuyến cáo người dân không nên mua bán bằng hình thức trên để tránh bị bẻ kèo. Nói chung, nó có dấu hiệu không đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện hợp pháp của cái tài sản đó thì người ta có quyền bẻ kèo. Thứ hai là cũng không loại trừ cái việc bẻ kèo đó là một cái lừa đảo. Lừa đảo là cố tình tạo ra một cái giao dịch mà trong đó còn có chứa những cái yếu tố rủi ro cho người mua. Cái việc mua bán bằng giấy tay nó tiềm ẩn rất là rủi ro, là bởi vì cái mua bán bằng giấy tay đó thì về mặt hình thức đó là vô hiệu rồi. Cho nên đó là nếu mà hợp đồng mà vô hiệu thì phải trở lại từ đầu, phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Do đó thì chúng tôi thấy rằng đừng bao giờ mua bán bằng giấy tay. Mua bán bằng giấy viết tay, thiệt thòi luôn là người mua nếu có tranh chấp xảy ra. Vậy nên những vụ khiếu kiện, khiếu nại kéo dài cả chục năm trời như trường hợp của ông Mến vẫn thường xảy ra.